Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Đại Kinh Bắc. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các bạn là điều tốc cơ UDL. Loại này là loại vỏ gang các bạn nhé. Ở đây các bạn nhìn thấy 1A đây là dùng cho công suất là 1HP. Và bên trái tôi sẽ có motor Teco, để tí nữa tôi sẽ nắp motor vào cái điều tốc cơ để các bạn thấy. Bây giờ tôi sẽ mở hộp nhé. Xem các bạn xem bên trong có những gì nhỉ? Đầu tiên ta sẽ có ốc núm vặn điều tốc đây, còn gang thì các bạn thấy khá nặng. Đây, tôi xoay vặn xe vòng nhé. Bây giờ tôi sẽ nắp motor vào đầu giảm tốc Kimbo này, các bạn có thể thấy một bộ nắp hoàn chỉnh sẽ như thế nào nhé. Ở đây có motor Teco công suất 1HP. Khá nặng rồi. Motor và hộp số đều bằng gang hết. Ok, các bạn, tôi sẽ xoay các bạn một vòng, các bạn nhìn thấy rõ nhé. Đây, nhìn thấy. Và để đây, cái này các bạn sẽ lắp ở đây. Bên nào cũng được, bên trái bên phải tùy theo cái hướng lắp đặt của các bạn. Các bạn lưu ý là khi các bạn khởi động motor chạy rồi các bạn mới lại điều chỉnh cái núm này nhá. Khi mà motor chưa chạy các bạn không nên điều chỉnh cái núm này. Thì khi nó lệch đi rồi thì sẽ không điều chỉnh nữa. Tôi đi tạm dừng. Để nắp đều. Chạy rồi. Đây, tôi đã có được 3 pha. Ở đây tôi sẽ cấp điện cho motor và điều chỉnh tốc độ. Để các bạn có thể nhìn rõ thì tôi sẽ dùng băng dính trắng này, quấn vào đầu cốt motor để các bạn có thể thấy rõ cái thay đổi của tốc độ của đầu trục ra nhé. Sau đây tôi sẽ cấp điện cho motor và điều chỉnh bằng cái núm điều chỉnh này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là khi motor đang quay tốc độ lớn nhất, nó chạy 50 hertz. Sau đây tôi sẽ điều chỉnh cho các bạn thấy được cái nó giảm như thế. Các bạn để tốc độ thay đổi từ từ, chứ không thay đổi một cách đột ngột.
Nhưng mà nhìn thấy bây giờ chụp quay rất là chậm. Thế tôi đã vặn đến mức nhỏ nhất, đạt tốc độ 165 đến từ vòng trên phút. Các bạn nhìn rõ, tôi sẽ tăng dần này nhé. Tôi sẽ tăng nhanh để các bạn thấy được một cái thay đổi của nó nhanh như nào. Đây các bạn nhìn thấy, chúng tôi đang quay tăng dần tốc độ lên. Chưa mắc không? Phải mắc khá là lâu. Đây là cái motor đạt mắc là khoảng 1.000 vòng trên phút. Các bạn nhìn thấy bây giờ đầu thực ra đã quay rất là chậm. Tôi đang điều chỉnh dần về mức thấp nhất, đó là 165 vòng trên phút. Đối với khi chạy 50 hẹp là 200 vòng trên phút khi chạy 60 hẹp. Ok nha. Quay cả lún này nhé. Mắc tốc độ các bạn nhé, khoảng 1.000 vòng trên phút khi chạy 50 hẹp và 1.200 vòng trên phút khi chạy 60 hẹp. Tôi bây giờ tôi sẽ giảm lại. Bạn có thể thấy tốc độ đang giảm từ từ, đang giảm dần, giảm dần. Bây giờ là tốc độ nhỏ nhất 165 vòng trên phút.